everybody. I'm very happy to see you today. Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm thế nào để học tốt bộ môn tiếng Anh lớp 5 nhé. Trước hết các em hãy chuẩn bị cho cô ba cuốn sách, đó là Tiếng Anh 5 tập 1, Tiếng Anh 5 tập 2 và sách bài tập Tiếng Anh 5 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Bên cạnh đó, các em hãy sử dụng thêm phần mềm IC Books để việc học của mình hiệu quả hơn. Với phần mềm IC Books, các em hãy tự học, tự làm bài tập, tự kiểm tra và đánh giá sự tiến bộ của mình. Để truy cập vào phần mềm IC Books, các em có thể lấy mã thẻ cào ở đằng sau mỗi cuốn sách. Ok? Ok, today we will continue Unit 2, I always get up early. How about you? Lesson 3. Trước khi đến với bài mới, chúng ta hãy cùng kiểm tra lại kiến thức ở những lesson cũ nhé. Now, can you tell me some daily activity you have learned? Bây giờ các em hãy nói lại cho cô những hoạt động chúng ta đã học. Look at the picture and say, this is get up, brush my teeth, surf the internet, this one, cook dinner, this is work on a project, this is talk with friends online, play computer games, wash my face. Okay, can you remember all the words? Good job. And today, we come back with stress. Ở Unit 1, chúng ta đã học về trọng âm đúng không nào? Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục luyện tập trọng âm với một số từ khác. Look at this. Always, usually, often, sometimes. Ok, vậy chúng ta có thể thấy ở bốn từ trạng từ chỉ tần suất này, trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ nhất đúng không nào? Listen again and repeat. Always, usually, often, sometimes. Ok, bây giờ chúng ta hãy đến với IC Books để luyện tập về cách phát âm những trạng từ chỉ tần suất này cho đúng nhé. Lesson 3. 1. Listen and repeat. Bây giờ chúng ta cùng luyện tập các từ vừa học và cách nhấn trọng âm qua các câu sau nhé. Các em hãy bấm vào từng câu để nghe và lặp lại, cố gắng luyện tập để phát âm có trọng âm. Now the first one. I always get up early. I always get up early. Okay. I usually have dinner at home. I often go to bed early. I sometimes go swimming on Sundays. And now let's move on activity 2. 16. Listen and circle A or B. Then say the sentences aloud. Ở hoạt động này, chúng ta cùng luyện kỹ năng nghe. Các em sẽ nghe và khoanh tròn chữ cái trước từ mà mình nghe được. Hãy chú ý vào trọng âm của các từ đó các em nhé. Now, let's see. Number 1, always and sometimes. Number 2, sometimes and often. Number 3, usually and always. And number 4, often and sometimes. Now let's listen. 1. I always go to bed early. So what can you hear? Always or sometimes? Always, right? So we circle A. 2. He often plays football after school. He often. So it's B. 3. She usually goes shopping on Sundays. Very easy, right? Usually. 4. We sometimes go camping at the weekend. We sometimes, right?
Sau khi hoàn thành, các em hãy nhấn submit để kiểm tra câu trả lời của mình nào. Well done. Ok. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau củng cố lại các mẫu câu đã học thông qua bài chant ở activity 3. 3. Let's chant. What do you do in the morning? Trước hết các em hãy nghe để nắm được giai điệu bài chant đã nhé. What do you do in the morning? I always brush my teeth. What do you do after getting up? I usually go to school. How often do you go to the library? I go there once a week. How often do you play computer games? I play them every week. And now listen again and chant. What do you do in the morning? I always brush my teeth. What do you do after getting up? I usually go to school. How often do you go to the library? I go there once a week. How often do you play computer games? I play them every week. And now let's move on to activity 4. 4. Read and answer. Ok, ở hoạt động này chúng ta sẽ phát triển kỹ năng đọc hiểu. Trước hết, các em hãy đọc đoạn văn nói về một ngày của bạn Hoa như thế nào nhé. Hoa's day. In the morning, Hoa gets up early. She usually goes jogging. After breakfast, she rides her bicycle to school. After school, she usually does her homework. Then she often plays badminton and sometimes cooks dinners. In the evening, she sometimes watches TV. She watches English for Kids once a week. She usually goes to bed early. She goes shopping twice a week. Ok. Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích 4 câu hỏi liên quan đến một ngày của bạn Hoa như thế nào nhé. What does Hoa do in the morning? Bạn Hoa làm gì vào buổi sáng? Bây giờ chúng ta sẽ tìm thông tin trong bài liên quan đến buổi sáng. In the morning. So you can see in the morning, Hoa gets up early. Ngoài ra bạn còn làm gì nữa? She goes jogging. Okay. So how do you answer the first questions? She gets up early and usually goes jogging. Alright. Vậy chúng ta sẽ đánh câu trả lời. She gets up early and usually jogging. Chạy bộ đúng không nào? The second question, what does she do after school? After school. Ở đây chúng ta thấy bạn Hoa làm rất là nhiều việc đúng không nào? Đầu tiên đó là does homework. And then play badminton and cook dinner. So how do you answer the second questions? She usually does her homework. Then she often play badminton and sometimes cook dinners. Okay. And the next one, what TV program does she watch once a week? Câu hỏi này liên quan đến một chương trình TV mà bạn thường xem một lần một tuần. Vậy chúng ta sẽ có hai gợi ý. Gợi ý thứ nhất là TV. Và gợi ý thứ hai là once a week. Ok. Tìm trong bài chúng ta tìm cụm từ watch TV. In the evening, she sometimes watches TV and she watches English for Kids once a week. Vậy chúng ta tìm được tên của chương trình mà bạn xem một tuần một lần đó là English for Kids. Okay, and the last one. How often does she go shopping? Ở đây chúng ta có từ để hỏi how often.
có nghĩa là hỏi về tần suất, đúng không nào? Vậy câu trả lời của chúng ta phải là một cụm từ chỉ tần suất. Tiếp theo mình có từ khóa go shopping và chúng ta sẽ tìm trong bài từ go shopping. Câu cuối cùng cô có thể thấy she goes shopping twice a week. Vậy từ khóa để trả lời cho how often chính là twice a week. So you can answer twice a week or she goes shopping twice a week. It's okay. Các em sẽ thông qua phần hướng dẫn của cô tự hoàn thành những câu trả lời và nhấn submit để kiểm tra câu trả lời của mình nhé. And now, let's move on activity 5. Write about your day. Vừa rồi chúng ta đã học về một ngày của bạn Hoa như thế nào? Bây giờ, ở hoạt động 5, chúng ta sẽ tự viết về một ngày của mình. Bây giờ chúng ta cùng phân tích các chỗ trống. The first one, my name is. Vậy ở đây chúng ta sẽ điền tên của mình, đúng không nào? The second one, in the morning, I always. Vậy ở đây các em sẽ điền một hoạt động luôn luôn làm vào buổi sáng, ok? The next one, in the afternoon, I usually. Ở đây chúng ta sẽ điền một hoạt động chúng ta thường làm vào buổi chiều. And the last one, in the evening, I. Vậy chúng ta sẽ điền một hoạt động chúng ta làm vào buổi tối. Cuối cùng chúng ta có I và a week. Ở đây các em phải điền một hoạt động, đồng thời chúng ta sẽ cho mọi người biết là hoạt động đó chúng ta làm một lần một tuần, hai lần một tuần hay bao nhiêu lần một tuần. For example, I go to the cinema once a week. Ok, cô đi xem phim một tuần một lần. Sau khi các em đã hoàn thành các chỗ trống, các em có thể nhấn vào nút show answer để xem gợi ý cũng như kiểm tra câu trả lời của mình đã phù hợp chưa nhé. Ok. And now, activity 6. 6. Project. Project. Với dự án lần này, chúng ta sẽ thực hiện interview two of your classmates about their daily routines. Phỏng vấn hai người bạn cùng lớp của mình về những thói quen hàng ngày của họ. Now look at this table. Nhìn vào cái bảng này, chúng ta có thể thấy chúng ta có bốn cột. Name. What does he or she do in the morning? What does he or she do in the afternoon? What does he or she do in the evening? Vậy ở cột name, chúng ta sẽ viết tên hai người bạn mình phỏng vấn. Ok. Ở cột màu cam, cam sẽ viết những hoạt động mà bạn mình thực hiện vào buổi sáng. Ở cột màu xanh lá, các em sẽ viết những hoạt động bạn mình thực hiện vào buổi chiều. Và cột cuối cùng, các em sẽ viết những hoạt động bạn mình và thực hiện vào buổi tối. Ở đây chúng ta chỉ cần viết cụm động từ thể hiện hoạt động đó. Ok, and now, activity 7. 7. Color the stars. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta tự nhìn nhận và đánh giá việc học của mình qua Unit 2 đấy. Các em hãy đọc kỹ từng câu và tự đánh giá xem mình đang ở mức độ nào nhé. Nếu các em chỉ hiểu nhưng chưa sử dụng được kiến thức thì chị cho mình 1 sao. Nhưng nếu các em có thể hiểu và vận dụng được kiến thức thì hãy cho mình 2 sao nhé. Và đừng ngại cho mình 3 sao nếu như các em tự thấy mình nắm vững và vận dụng tốt những kiến thức mình đã học. Now let's see. I can ask and answer questions about daily routines. Tôi có thể hỏi và trả lời những câu hỏi về hoạt động hàng ngày. Listen to and understand text about daily routine. Tôi có thể nghe và hiểu được những đoạn văn về các thói quen, những hoạt động hàng ngày. I can read and understand text about daily routines. Tôi có thể đọc và hiểu được các đoạn văn về những hoạt động thói quen hàng ngày. Và cuối cùng, I can write about my day. Tôi có thể tự viết về một ngày của mình. Ok. Let's see and color the star for yourself. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Về nhà, các em hãy nhớ luyện tập cách phát âm các từ vừa học nhé. Hãy thực hành phỏng vấn bạn mình về những hoạt động hàng ngày. Làm lại các bài tập trong IC Books và đừng quên chuẩn bị bài mới. Unit 3, Lesson 1.
Okay, I hope that you like the lesson today. And now it's time to say goodbye. Goodbye, everybody. See you later.